Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã khiến cho hàng chục ngàn lao động là công dân của các tỉnh Nghệ An từ các tỉnh thành phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh phải hồi hương về quê tránh dịch. Trong số đó, đại đa phần là người trong độ tuổi lao động bị mất việc làm. Sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trở lại trạng thái bình thường mới, họ rất mong muốn tìm kiếm được việc làm phù hợp ngay tại quê nhà. Trở về từ vùng dịch Bình Dương, sau hơn một tháng, chị Phan Thị Hiền đã được nhận vào làm công nhân tại nhà máy may An Hưng, huyện Yên Thành. Có được việc làm ổn định, chị rất vui. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay, chị không phải thêm một lần nữa ly hương tìm kiếm việc làm. Tim mình cũng là phải ổn định, rồi thu nhập cũng khá chỉ là tốt. Thì nói chung anh chị em ai mà đã về quê thì mình ở nhà làm việc, ở nhà thì giúp gia đình, hỗ trợ cho gia đình, nhà cửa, con cái thì anh em thuận lợi hết. Công ty đang có 2.000 lao động, nhưng mà quy mô của công ty là 6.000 lao động. Thì như vậy là cái nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới đang rất lớn. Và đối tượng là công nhân lao động phổ thông hoặc là có tay nghề thì càng tốt, mà chưa có tay nghề thì chúng tôi có dây chuyền để đào tạo tại chỗ. Rất sẵn sàng đón nhận và tạo mọi điều kiện hết sức để họ có công ăn việc làm, đặc biệt là trong mùa dịch này. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, trong 5 tháng qua, có hơn 78.000 công dân, người lao động Nghệ An trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó có khoảng 20.000 người trong độ tuổi lao động bị mất việc làm, chiếm khoảng 25%. Thực tế hiện nay, con số này vẫn chưa dừng lại, nhất là sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội sau đợt dịch kéo dài. Tại vì em đứng phụ ở nhà phụ giúp bố mẹ đó, chứ còn công việc chỉnh ổn định thì cũng chưa có. Nếu mà có, trong tỉnh mà mình có công việc phù hợp với bản thân mà thu nhập ổn định thì cũng muốn có cơ hội. Trong giai đoạn này thì có khoảng 10 đến 15 ngàn lao động phối hợp với nhà máy là trong cái việc là tuyển dụng lao động, rồi phối hợp với trường trung cấp nghề Yên Thành trong cái việc đào tạo về cho người lao động để phù hợp với các cái ngành nghề của người lao động của các địa phương, làm thế nào để đảm bảo cho cái người lao động là có việc làm ngay tại trên địa bàn huyện. Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành địa phương tiến hành rà soát lao động có nhu cầu việc làm, kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký tuyển dụng hơn 30.000 lao động. Doanh nghiệp trên địa bàn chúng ta đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động trên 30.000 người, cũng nằm trong lĩnh vực chủ yếu là máy móc, rồi điện tử, rồi dây giá để xuất khẩu động, tổ chức các cái hội chợ việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm chúng ta chưa tổ chức được, mà bằng thay vì tổ chức trực tiếp thì tỉnh cũng đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm khấu nối với các huyện thành thị tổ chức bằng các cái biện pháp là quá mạng. Tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch giải quyết việc cho lao động trong giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có nhu cầu, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí nguồn lao động.